Xin chào tất cả anh em. Em tiếp tục giới thiệu đến anh em một chiếc đầu CD đến từ thương hiệu của Onkyo. Đây là chiếc đầu CD có tên mã là C773, một trong những cái chiếc đầu CD rất là đẹp và sang trọng đến từ hãng nội địa Nhật Bản. Như anh em có thể thấy thì chiếc đầu CD này nó có một cái thiết kế rất là đẹp. Nó có một cái thiết kế mỏng và ngang nó rất là rộng, size của nó là size 43.2. Đó. Rất là thích hợp để anh em trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc. Chất âm của con này thì rất là hay, nghe tiếng trong rõ ràng. Anh em có thể thấy thì cái con này, đây là cái phần đĩa em đã cho vào. Đó. Đĩa CD. Đọc rất là tốt. Đây là một trong những cái dòng mà rất là nổi tiếng và đẹp mà gần đây được hãng Onkyo làm. Nó đã đọc bài như anh em thấy. Con này thì mắt của nó rất là dễ. Ví dụ sau này muốn thay hay là gì nó rất là dễ và rẻ. Nó không không có kén mắt. Đấy anh em có thể thấy. Mắt đọc cực kỳ ok. Về các cái cổng thiết kết nối thì là cái con này như anh em có thể thấy thì để em xoay một vòng. Ở phía sau là anh em có thể thấy thì nó có tên mã là Onkyo C773. Đấy 13W điện 100V made in Malaysia. Ở cái cổng kết nối thì là nó có cổng optical out này, coaxial, rồi là cổng AV đấy, tất cả đều đầy đủ hết. Anh em nào mà muốn mua một chiếc đầu CD thì có thể liên hệ với em nhé. Giá của nó là 2 triệu 350 2 triệu 300 nghìn.